Sau khoảng thời gian chờ đợi từ trận khai mạc, giờ đây chúng ta cũng đã bước vào trận chung kết. Một trận đấu có thể đánh giá là trong mơ nếu như chúng ta nhìn vào bối cảnh trước khi vòng đấu vào diễn ra. Cả Tây Ban Nha và Anh khi ấy đều được đánh giá là hai đội có khả năng lên ngôi cao nhất. Và giờ đây, họ sẽ có mặt tại sân vận động biểu tượng Olympic của Berlin. Không khí hứa hẹn sẽ cực kỳ sôi động khi cả hai đội tranh giành chiếc cúp bạc Henri Delaunay, danh giá nhằm khắc tên mình vào lịch sử bóng đá. Với Tây Ban Nha, họ sẽ chính thức vượt mặt tuyển Đức ngay tại đất nước này, trở thành đội tuyển vô địch nhiều nhất trong lịch sử Euro. Còn đối với người Anh, đây sẽ là lần mang bóng đá trở về nhà kể từ World Cup 1966 và cũng là danh hiệu Euro đầu tiên trong lịch sử Anh quốc. Hành trình của cả hai đội cho đến được đây khá vất vả. Nếu như Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại những đối thủ nặng ký ở nhánh đấu tử thần, thầy trò Luis de la Fuente đã khiến cho người hâm mộ phải mê hoặc với một La Roja chuyển mình, vẫn đẹp mắt nhưng lại theo hướng hiện đại, thì đối với người Anh họ vẫn lầm lì. Tuy trái ngược với đối thủ trong hành trình, Tam Sư luôn bị chỉ trích về lối chơi nhàm chán và không gặp phải quá nhiều đối thủ khó nhằn. Nhưng tất cả đều không quan trọng khi cuộc đối đầu sắp tới tại Berlin sẽ quyết định tất cả. Sự đối nghịch nhau còn được thể hiện qua những kết quả trước đó. Tây Ban Nha là đội duy nhất của giải đấu giành được tối đa 9 điểm ở vòng bảng rồi lọt vào bảng đấu được xem là tử thần, với những Ý, Croatia và Armenia. Kết hợp kinh nghiệm của những công thần như Rodri, Alvaro Morata cùng với sự khó đoán và tài năng của những cầu thủ mới nổi như Lamine Yamal, Nico Williams. La Roja của Luis de la Fuente đang là đội bóng có hàng công tốt nhất giải đấu với 14 bàn thắng và chỉ duy nhất trận đấu trước đội chủ nhà Đức là cần đến thời gian hiệp phụ để giải quyết. Còn nhìn vào tuyển Anh, mọi thứ lại càng trái ngược hơn. Họ là đội chỉ ghi được 2 bàn ở vòng bảng nhưng vẫn giành được vị trí dẫn đầu bảng đấu. Định mệnh đã giúp thầy trò Gareth Southgate không phải đối đầu với những ông lớn trên hành trình của mình. Hà Lan tại bán kết được xem là đối thủ nặng ký nhất. Những chiến thắng của Tam Sư trong loạt knockout đều đến với một típ kịch bản quen thuộc để cho đối thủ mở tỷ số, sau đó lật ngược tình thế ở phút bù giờ, hiệp phụ và kể cả kéo vào loạt sút lật lưu. Đặc biệt, tất cả đều có dấu ấn của những cầu thủ dự bị được tung vào, điều đó chứng tỏ chiều sâu đội hình hiện tại của đội bóng. Khi tiếng còi của trọng tài François Letizier vang lên, chương cuối cùng của trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh tại các giải đấu lớn sẽ được diễn ra. Nói như vậy, bởi thời điểm này cách đây một năm, người ta đã được chứng kiến những trận tranh vô địch giữa Tây Ban Nha và Anh, nhưng nó lại ở một cấp độ khác. Vài tuần sau khi đội U21 Anh được dẫn dắt bởi Lee Casely đánh bại đội U21 Tây Ban Nha để giành chức vô địch châu Âu, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã chinh phục thế giới với chiến thắng 1-0 tương tự trong trận chung kết World Cup, khiến cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ đầy hứa hẹn. Thú vị hơn nếu bạn biết kể từ trận chung kết U21 Euro đó đến nay, vẫn có một vài nhân tố sẽ có dịp đụng độ nhau. Bên phía Tam Sư là Cole Palmer và Anthony Gordon. Trong khi với La Roja, mặc dù năm nay nổi lên với nhiều cầu thủ trẻ, nhưng thời điểm ấy cho đến nay chỉ có mỗi Alex Baena là góp mặt. Tây Ban Nha và Anh sẽ có cuộc chạm trán lần thứ 3 tại giải vô địch châu Âu sắp tới. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại Euro là vào năm 1980 khi Anh giành chiến thắng 2-1 ở vòng bảng. Lần thứ hai là ở tứ kết Euro 96 khi Anh vượt qua Tây Ban Nha 4-2 trên chấm phạt đền sau trận hòa không đều ở thời gian thi đấu chính thức. Dường như mọi thứ đang khá có duyên với Tam Sư khi họ chạm trán xứ sở bỏ tót ở giải đấu này. Tuy nhiên, trong 14 lần đối đầu gần đây trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha chỉ thua 4 trận không tính luân lưu, hòa 3 và giành được 7 chiến thắng trước người Anh. Đáng chú ý, trước đó La Roja đã có một chuỗi 7 trận nhận thất bại, qua đó cho thấy sự cải thiện rõ rệt của xứ sở bỏ tót trong các cuộc đối đầu gần đây. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở UEFA Nations League vào tháng 10 năm 2018. Khi này thì tuyển Anh vẫn dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate đã có một chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân khách. Cú đúp bàn thắng của Raheem Sterling và pha lập công được ghi bởi Marcus Rashford trong hiệp 1 đã giúp Anh dẫn trước 3 bàn. Mặc dù Paco Alcácer và Sergio Ramos đã nỗ lực gỡ lại 2 bàn cho Tây Ban Nha trong hiệp 2, nhưng như thế vẫn là ít, chiến thắng vẫn thuộc về Tam Sư. Và thêm một điểm đáng chú ý nữa chính là việc xứ sở sương mù chưa từng giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Tây Ban Nha kể từ chuỗi 7 trận từ năm 1960 đến năm 1980. Tuy nhiên điều này chỉ làm cho chúng ta càng trông chờ đến trận đấu này càng sớm càng tốt mà thôi. Đến với thông tin lực lượng hai đội, trận bán kết căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Pháp đã chứng kiến La Roja gặp không ít khó khăn khi hai trụ cột ở hàng phòng ngự là Dani Carvajal và Robin Lenormand đều bị treo giò vì nhận đủ số thẻ phạt. Nhưng giờ đây cả hai sẽ trở lại trong trận chung kết mang tính lịch sử. Carvajal với phong độ xuất sắc trong 12 tháng qua sẽ thay thế trực tiếp Jesus Navas, người còn sót lại từ đội hình vô địch Euro 2012 của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Lenormand sẽ đẩy cựu đội trưởng Real Madrid Nacho lên băng ghế dự bị. Chỉ đáng tiếc, đội bóng huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Petri, người bị chấn thương đầu gối ở tứ kết, và Ayere Perez gặp chấn thương rách cờ. Do đó, mặc dù Mikel Merino đã tỏa sáng ở tứ kết trước Đức, nhưng với phong độ cao của mình, Dani Olmo với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 4 trận gần nhất tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên hàng công.
Đáng chú ý hơn, hiện tại chính tiền vệ RB Leipzig đang là người dẫn đầu cuộc đua trước giày vàng, mặc dù chỉ đá chính có 2 trận thôi. Đương nhiên, anh sẽ phối hợp cùng hai tài năng Lamine Yamal và Nico Williams, thân đồng của Barca với siêu phẩm trong trận đấu trước đó, đã chính thức phá mọi kỷ lục dành cho cầu thủ trẻ nhất lịch sử Euro từ ra sân kiến tạo cho đến ghi bàn. Có một chút lo ngại về Alvaro Morata, người bất ngờ gặp chấn thương sau khi va chạm với một nhân viên an ninh trong lúc người này đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, tiền đạo của Atlético Madrid đã tập luyện bình thường và dự kiến vẫn xuất phát cao nhất trên hàng công. Bên kia chiến tuyến về phía đội tuyển Anh, Luke Shaw đã hoàn toàn hồi phục và đội không có cầu thủ nào bị chấn thương. Hậu vệ Man United có trận đấu thứ hai tại Euro khi được tung vào sân thay thế Kieran Trippier ở hiệp 2 trận bán kết và thi đấu ổn định. Vì vậy, không loại trừ khả năng anh sẽ xuất phát từ đầu trong trận chung kết. Huấn luyện viên Gareth Southgate dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với đội trưởng Harry Kane lĩnh xướng hàng công. Sau lưng anh sẽ được hỗ trợ bởi Jude Bellingham và Phil Foden. Đặc biệt, tiền vệ Man City đã chơi khá tốt trong trận đấu trước Hà Lan. Ở các vị trí còn lại sẽ không có quá nhiều sự xáo trộn. Nếu như Tây Ban Nha tự hào với Lamine Yamal trong đội hình thì người Anh cũng có một Kobbie Mainoo đang thi đấu ngày một trưởng thành hơn. Cùng với Declan Rice, chúng ta hy vọng được chứng kiến màn đối đầu đầy thú vị với hàng tiền vệ của La Roja. Trước trận chung kết Euro 2024, cả hai đội Tây Ban Nha và Anh đều đã có những buổi họp báo và chia sẻ những suy nghĩ cảm nhận đáng chú ý. Bên phía Tây Ban Nha, Dani Olmo, người dẫn đầu cuộc đua giày vàng cho biết anh và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng cuối cùng. Bản thân huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng tỏ ra cực kỳ tự tin khi trận đấu này đội bóng của ông có hàng phòng ngự mạnh nhất. Tôi chắc chắn trận chung kết sẽ hoàn toàn khác so với trận bán kết. Trước những đối thủ sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ chúng tôi, mặc dù nghe có vẻ khó khăn nhưng vẫn có chỗ để cải thiện. Tôi biết các cầu thủ có thể cống hiến nhiều hơn và thậm chí còn giỏi hơn và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Còn bên phía tuyển Anh, Harry Kane bày tỏ quyết tâm mang về chức vô địch cho Anh. Đội trưởng Tam Sư nhấn mạnh rằng toàn đội đang rất phấn khích và quyết tâm cao độ sau chiến thắng đầy kịch tính trước Hà Lan. Trong khi đó, huấn luyện viên Gareth Southgate còn cho biết Luke Shaw có thể sẽ được đá chính trong trận chung kết. Nên nhớ, hậu vệ Man United chính là người từng ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết Euro cách đây 3 năm và sự hiện diện của anh trên sân sẽ mang lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ. Nói về kết quả trận đấu, siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán rằng Tây Ban Nha là đội có khả năng giành chiến thắng trong trận chung kết Euro 2024. Cụ thể, đội bóng huấn luyện viên Luis de la Fuente có tỷ lệ thắng trong 90 phút chính thức là 40,5% trong 10.000 lượt mô phỏng cho trận đấu. Còn phía đội tuyển Anh có tỷ lệ thắng trong thời gian chính thức là 29%. Trong khi 30,5% các lượt mô phỏng cho thấy trận đấu sẽ kéo dài đến hiệp phụ. Khi tính cả thời gian hiệp phụ và loạt sút luân lưu, Tây Ban Nha cũng có xác suất giành chiến thắng cao hơn với 60,4% các lượt mô phỏng. Đương nhiên, mọi con số này chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm của cả hai đội, trận chung kết Euro 2024 hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và kịch tính, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ trên toàn thế giới. Dù bất cứ đội bóng nào lên ngôi, họ đều xứng đáng sau hành trình đầy thử thách.